không? Xin chào tất cả anh em. Cảm ơn anh em đã đến quay trở lại với kênh video của Taiko. Hôm nay anh em tôi đang có mặt tại xưởng sản xuất bàn nâng cho cầu nâng rửa xe của Taiko. Thì có một cái vấn đề mà khách hàng cứ hay thắc mắc là tại vì sao mà giá bàn nâng cao và giá bàn nâng thấp. Thì có một số những cái vấn đề mà ở đây hôm nay thì chúng tôi sẽ cho nói rõ cho các bạn cụ thể vì sao mà lại như vậy. Đây thì anh đây. Ví dụ như với cái bàn nâng nổi này chẳng hạn này các bạn này, cái độ dày của cái miếng tấm trên và tấm dưới này, thì nếu như mà mình làm không đủ cái độ dày của cái tấm này thì nó sẽ giảm được cái chi phí rất là nhiều. Mà thường thì người ta sẽ phải hay sử dụng những cái thiết kỹ thuật thì mới kiểm tra được, nhưng mà không phải ai kiểm tra được. Đây, cái độ dày của cái tấm trên và tấm dưới đây, anh quay đây cho anh em khách hàng nhìn rõ. Ngoài ra là cái bàn nâng âm này cũng vậy này, cái độ dày của cái tấm trên và tấm dưới này. Thế thì vì sao mà cùng một cái cầu nâng thì cái độ dày, cái giá nó khác nhau? Cái giá nó khác nhau bởi vì là cái trọng lượng, cái chất lượng thép và cái trọng lượng thép là nó khác nhau, thì cái giá nó khác nhau thôi. Ngoài ra là cái trong cái quá trình sản xuất, thì nếu như mà có những đơn vị ấy, thì có thể là người ta cái lớp sơn ở bên trong này cũng được sơn kỹ bằng một cái lớp sơn chống rỉ ở phía bên trong này, hoặc là đặc biệt là cái bàn nâng âm nền này phải được sơn chống rỉ, bởi vì là sử dụng trong cái môi trường nước rất là bị dễ han rỉ đấy. Hay là những cái đường hàn này, có những đơn vị làm rất là kỹ cho nên là người ta hàn rất là kỹ, nhưng có đơn vị chỉ hàn là chấm mối thôi. Thì đấy là chúng tôi giới thiệu qua một chút về cái giải thích cái lý do về vấn đề là vì sao mà cũng cùng là một cái bộ bàn nâng nhưng mà lại có đơn vị bán cao và có đơn vị bán rẻ. Thì tất cả mọi thứ nó đều có cái nguyên nhân cả. Thì đây chúng tôi chỉ giới thiệu sơ qua về cái bàn nâng thôi, còn những cái vấn đề gì cần hiểu rõ thì các bạn có thể liên hệ đến công ty Taiko ở mỗi vùng miền để anh em tư vấn sẽ hỗ trợ cho mọi người.